quý vị và các bạn. Có hàng cực kỳ ngon giới thiệu đến anh em đây. Ngon so với tầm giá và ngon so với những gì nó có được đó. Đây là một mẫu âm ly của Onkyo. Đặc trưng cái dòng âm ly này, ngoài việc đánh loa Nhật, nó còn rất hay để đánh loa châu Âu và loa Mỹ. Và giá của sản phẩm này cửa hàng bán với giá 4.500.000 đồng. Nó có tên là 817RX2 La Mã, 8 sò than, 2 nguồn, 1 nguồn to và 1 nguồn nhỏ. Và có chức năng cực kỳ hay, đó là chức năng pre hay còn gọi là dề, để xuất âm thanh, chỉnh âm sắc cho một âm ly khác hoặc cục đẩy. Cái tính năng đó nó rất giá trị. Nó to, nó nặng và anh em có thể ghép vang, hát karaoke vào mẫu ly này. Ngoài việc nghe nhạc, tôi đang đấu vào đôi loa bass 35 nên nó có thể chơi hai đôi loa to, đơn giản đấu liền A cộng B. Âm ly có chức năng A cộng B anh em nhé. Đó. Thông tin địa chỉ cửa hàng rất rõ trên tấm biển màu đỏ kia. Quý khách hàng có thể gõ địa chỉ trên Google, nó sẽ đến được tận nơi. Cửa hàng tôi nằm cạnh ngã tư Văn Phú, trung tâm quận Hà Đông. Anh em có thể đến tận nơi. Tôi sẽ quay qua mặt sau. 8 con sò than Saken. Đây là mặt sau. Con âm ly này thì nó thuộc hàng bãi đẹp. Nó đẹp, nó thể hiện ở những gì các bạn nhìn thấy đây. Góc cạnh cũng như nước sơn. Nó không móp méo hay sứt mẻ hay trợt trạt. Nếu nhìn kỹ thì chắc vẫn phải có vết sớt, bởi vì nó là hàng bãi. Nhưng nó thuộc dạng hàng bãi đẹp. Sản xuất tại Nhật Bản, 210W điện 100V. Đó. Chức năng pre đây, anh em cắm trực tiếp luôn pre out ra để chỉnh âm sắc cho một âm ly khác của cục đẩy. Số series của em nó là 2923 nha. Đó. Loa A, loa B. Đó. Anh em phang hai đôi ok đi. Nó rất khỏe cái dòng Onkyo này. Bề ngang của nó thì chắc tầm 43,5 cm, còn chiều cao tầm 14, còn chiều sâu tầm hơn 30 một chút. Tôi sẽ quay kỹ mặt tiền để các bác cảm nhận. Đó. Mặt tiền này. Nó màu đen lên là động tay động chân và nó cứ hay có cái vết loang loang vân tay trắng. Góc cạnh đẹp anh em nhá. Đó. Đang chạy đường CD. Cái này anh em để giữa hết này. Cái này không cần bấm này, cái này nó thuộc về phần đĩa than. Đây là cân loa, chỉnh bát, chỉnh chép. Thêm một nấc bát nữa này, con chắc bát. Lào lớt này. Để chế độ site. Và mu tinh là tiếng nhỏ. A, B cộng B. 4.500.000 đồng. Volume ở giữa. Nó đánh căng bét luôn. Những đôi loa các bác đang được thưởng thức đây thì đơn giản với con âm ly này. Và cũng đang ghép cùng hãng luôn là Onkyo. Đoạn cuối thì sẽ cho anh em xem nội thất bên trong. Cái tính năng giá trị đó là ngoài việc dùng làm âm ly, anh em có thể dùng nó làm cái chức năng giải mã pre. À, làm pre thôi, không phải giải mã. Nghĩa là dùng cái âm ly này làm bộ phận chỉnh âm sắc cho một âm ly khác. Nó có đường xuất âm thanh ra mà. Bát chép rồi này, chỉnh bát chép cho âm ly khác. Trường hợp các bác có cục đẩy rồi ạ, mà không có lọc nhạc, có thể dùng con này làm âm ly nghe nhạc, để nghe nhạc. Và khi các bác hát karaoke, dùng con âm ly này làm bộ phận chỉnh bát chép cho cái cục đẩy đó, thì khỏi phải mua lọc nhạc. Mình mà biết phân tích tính năng hoặc biết sử dụng tính năng thì nó sẽ được hay này, lại được rẻ tiền. Bởi vì con âm ly này mình mua được một, được hai mà. Đó. Về độ đẹp thì đã nói các bác rồi là ngon, mượt. Thôi mở nhạc căng rõ để các bác cùng nghe nhá. Các bác nghe tiếng ba đâu. Nghe trực tiếp ở đây không chịu nổi đâu nếu bạn to. Bát chép là để con âm ly kết luận luôn cho nhanh các bạn nha, là một con âm ly rẻ tiền.
nhưng ngon hay ngon bổ rẻ, con này là đúng. Bởi vì những thông số kỹ thuật của nó, như tính năng của nó và chất âm nó thể hiện ra, thì tôi dám chốt một câu như vậy đến anh em. Và hàng bãi zin tuyệt đối anh em nha. Zin sò, zin buồn, zin tụ, đó là những điều một cửa hàng lớn thì luôn luôn có thể đáp ứng được điều đó luôn các bạn. 817RX2 là mã. Sau đây sẽ cho anh em xem một chút nội thất. Bên trong của sản phẩm nó còn nguyên bụi tây, nghĩa là chưa lau chùi kỹ các bác nha. Tôi vừa nãy tôi tháo ra thì tôi chỉ lau qua cái tụ thôi, còn nguyên bản trong này còn chưa thổi bụi. Cơ bản là nó đẹp rồi nên là cũng không cần phải thổi. Vì mạch như thế này là đẹp anh em nhá, chứ không phải là nó màu, có nghĩa cái màu của nó vậy. Có con thì nó làm màu vàng vì đây là mặt trên này anh em này. Thế cái đoạn này vỉ nó nhìn khác này. Đấy. Thường vỉ nếu mà nó làm mặt kia thì nó kiểu như này, nên nếu nhìn qua thì tưởng nó cũ, nhưng mà bản thân là vỉ nó vậy đấy. 8 con sò than bám theo tản nhiệt này, và nguồn, 2 nguồn, một nguồn to, một nguồn bé, 2 tụ lọc. Đấy, chỗ này không phải xấu nha. Đây keo này, anh em nhìn keo này. Đó. Keo nó bôi, nó khô theo thời gian. Đó. Nó là sắt xi 7 màu, như bên lớp ngoài nó có phủ một chút keo. À, nội thất là sạch sẽ, chi tiết rõ ràng. Bao zin cho các bác và bao test anh em 2 tuần. Đó là những điều cơ bản cửa hàng có thể làm được đến các bác. Tất nhiên đã nói bảo hành, một cửa hàng lớn nói bảo hành là chuẩn, hoặc là đổi sản phẩm là chuẩn, chứ không có chuyện là nói bảo hành như đến lúc vác sản phẩm hỏng hoặc là bị lỗi đến là lại từ chối. Nó khác nhau chỗ đó anh em nhé. Đây là mặt sau. Anh em lưu ý đây là keo nó bôi nha. Đây. Lớp rất mỏng, nó bôi nó khô theo thời gian. Số series 2923. Rõ ràng chưa ạ? AB cộng B 210W 100V sản xuất tại Nhật. 817RX2 là mã. Chức năng pre cực kỳ giá trị luôn. Chỉnh âm sắc cho một âm ly hoặc cục đẩy khác. Các bác vừa có cục đẩy rồi, mua cái này về dùng để làm âm ly nghe nhạc. Và mua cái này về làm cái lọc nhạc, để khi nào mình đấu cục đẩy mình dùng nó là lọc nhạc, chỉnh cho cái âm sắc của cục đẩy. Hay chưa? Phân tích tính năng ra thì thấy nó quá rẻ về giá. Đó là những gì nội thất bên trong có. Tôi sẽ mời anh em nghe to hơn một chút nữa. Đây bụi chưa lau nha, anh em nhìn cái tụ này nhá. Vừa lấy về quay luôn, vì nó không có quá nhiều bụi nên là cũng không phải lau chùi quá kỹ, chỉ kiểu bụi hạt mịn hạt nhỏ một chút thôi. Em đã quá cầu đành lòng sống như nhắn lúc bên trôi mãi phương trời mà cuộc đi thương nhau đợi chờ anh em sẽ mong chờ đợi chờ anh. Chất âm nó quá đậm đà luôn anh em ạ. Tiếng nó căng, nó đậm, nó khỏe, nó có nội lực, nó là như vậy. Như thế này gọi là hay anh em nhá. Còn nhiều trường hợp là nhiều bác không phân biệt được gọi thế nào là hay. Cái hay nó rất đơn giản thôi. Cái hay là khi các bác mở nhạc, tiếng nó căng, nó rõ, nó tròn, gọi là hay. Chứ còn cái kiểu nghe thì lại khác. Kiểu nghe thì có ông thích nghe nhiều bát, còn có ông lại thích ít bát, hoặc nhiều ông nhiều tép, thì đấy nó gọi là kiểu nghe. Còn hay nó vẫn có những cái điểm chung, chứ không giả sử âm ly các bác mở ra mà tiếng nó không lên được thì gọi là không hay, thế thôi. Còn khi mở nhạc với một mẫu âm ly tầm giá như này, mở nhạc tiếng nó căng, nó rõ, nó tròn thì gọi là hay. Rất nhiều người, tôi nói luôn các bác, là rất nhiều người không biết hay là thế nào đâu. Anh về miền Tây đường quê nghe tiếng ai hô sông nước lăn xăng buồn trôi theo ánh trăng luôn.
cầu tre chiều quê cùng em ngắm quang hô. Vâng, và cái giá này là giá tại cửa hàng. Xin cảm ơn anh em đã theo dõi. Xin chào, hẹn gặp lại.